Ô tô 360 xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Rất vui được gặp lại quý vị và các bạn ở video ngày hôm nay. Thưa với quý vị và các bạn, ở video ngày hôm nay tôi xin trân trọng gửi đến quý vị và các bạn một mẫu xe sedan hạng B quý vị các bạn nhé. Đó chính là chiếc xe Hyundai Accent. Chiếc xe được sản xuất năm 2019, đăng ký tên tư nhân và chiếc xe này thì cũng đã lăn bánh được hơn 8 vạn km rồi quý bạn nhé. Màu trắng rất là đẹp đây ạ. Đấy, vừa rồi thì chúng tôi cũng đã về những chiếc xe Accent A10 rất là i10 rất là nhiều. Như những cái phân khúc này là nó ít tiền cho nên là rất là dễ bán các bạn nhé. Có những chiếc xe về chưa kịp dọn, chưa kịp đăng, chưa kịp quay video thì đã có khách đến mua rồi các bạn ạ. Đấy, rất là đẹp như thế này đây. Chiếc xe này thì cũng đã được chủ xe độ lên cái bộ la răng thể thao, rất là cá tính các bạn nhé. Đấy, rất là mới, rất là đẹp đây ạ. Gương chiếu hậu gập điện, tích hợp xi nhan trên gương. Chiếc xe này thì chúng tôi vẫn cam kết với quý vị và các bạn, đó là không tai nạn, không ngập nước, keo chỉ nguyên bản và máy móc còn nguyên bản ạ. Chúng tôi đang bán chiếc xe này với giá là 325 triệu đồng thưa quý vị và các bạn. Chúng tôi vẫn hỗ trợ trả góp cho quý vị và các bạn. Vì vậy mà quý vị và các bạn chỉ việc thanh toán trước 30% giá trị của xe thôi. Số tiền còn lại là 70% thì quý vị và các bạn có thể thanh toán trong vòng 5 năm với lãi suất rất ưu đãi, thủ tục thì nhanh chóng và rất đơn giản quý vị và các bạn nhé. Vậy nếu như quý vị và các bạn nào mà đang quan tâm đến chiếc xe Hyundai Accent 2019 này, hãy liên hệ ngay theo số hotline của ô tô 360 chúng tôi đang để phía dưới góc bên phải màn ảnh quý vị và các bạn đang xem đấy ạ, là 0905 608 883 để được chúng tôi tư vấn. Hoặc chúng tôi có thể mời quý vị và các bạn qua địa chỉ gà chúng tôi ở số 318 320 đường Nguyễn Xiển để được xem xe và lái thử trực tiếp chiếc xe này ạ. Hiện tại cửa hàng chúng tôi đang có chiếc xe màu trắng này và có cả xe màu bạc đấy ạ. Đấy, rất là mới, rất là đẹp luôn quý vị các bạn nhé. Và chiếc xe này thì cũng còn nguyên bản hết này, chưa có bị đâm đụng, chưa có bị va chạm gì cả. Đây là về cái phần nước sơn bên ngoài, còn rất đẹp này, sườn bên lái này. Rất mới luôn các bạn nhá. Cụm đèn pha này, chưa có bị đâm đụng, chưa có bị va chạm và cũng chưa có bị xước sát gì cả nhé. Toàn bộ từ đèn pha, mặt ca lăng, lưới tản nhiệt đều rất là đẹp đây các bạn này. Đấy, đèn gầm đầy đủ hết luôn rồi các bạn nhá. Đây, và nước sơn ở cái phần bên sườn, bên phụ đây các bạn này. Rất là mới luôn các bạn nhé, chưa có bị đâm đụng hay là chưa có bị va chạm gì cả này. Đấy, rất đẹp. Nhìn từ phía sau thì các bạn thấy đây ạ, toàn bộ cái cụm đèn hậu cũng chưa có bị đâm đụng hay là chưa có bị va chạm gì cả này. Toàn bộ chữ này, logo này đều rất là đẹp luôn các bạn nhé. Đấy, phần sau này cũng chưa có bị đâm đụng hay là chưa có bị va chạm gì đâu. Và đây là cái mức tiêu thụ nhiên liệu mà nhà sản xuất công bố dành cho chiếc Accent 2019 phiên bản MT này các bạn nhé. Chỉ 5,54 lít cho 100 km quãng đường kết hợp. Nếu như chạy trong đô thị chỉ 6,66 lít. Còn nếu như chạy ngoài đô thị chỉ 4,74 lít các bạn nhé. Đấy, rất là tiết kiệm nhiên liệu cho nên là nhiều anh em sử dụng những chiếc xe này để sử dụng để chạy dịch vụ các bạn ạ. Cho nó là kinh tế và hiệu quả các bạn nhé. Động cơ 1.4 lít rất là tiết kiệm nhiên liệu đấy ạ. Toàn bộ về phần ngoại thất thì rất là đẹp rồi. Sau đây tôi sẽ mời quý vị và các bạn cùng tôi xem về cái phần nội thất bên trong cũng như là về cái phần keo chỉ option của chiếc xe các bạn nhé. Táp bi cánh cửa này, keo chỉ còn nguyên bản này. Đấy, toàn bộ vô lăng, vô lăng được tích hợp các phím điều khiển trên vô lăng này. Đồng hồ công tơ mét là 8 vạn mốt các bạn nhé. Xe cũng đã được trang bị sẵn là màn hình này. Đấy, cần số vô lăng đều rất là đẹp. Nội thất ghế da rất là mới luôn các bạn nhé. Ốc bản lề cánh cửa nguyên bản này, chưa có bị đâm đụng, cũng chưa có bị va chạm gì cả này. Đấy, rất đẹp luôn. Và đây là chiếc táp bi cánh cửa phía sau bên lái các bạn này. Keo chỉ còn nguyên này. Táp bi này. Đấy, nội thất hàng ghế sau này, nội thất ghế da này là mới nguyên các bạn nhé. Nguyên bản của những chiếc xe Hyundai Accent, số sàn thì chỉ là nội thất nỉ thôi, những cái phần nội thất ghế da này là vào thêm các bạn nhé. Và đây là cái cốp sau. Đi mua xe cũ thì quý vị các bạn xem kỹ cho tôi về cái phần đầu và phần đuôi này. Phần cốp sau đây là ốc cốp sau còn nguyên bản này, keo chỉ cốp sau cũng còn nguyên này. Đấy, keo chỉ cốp sau còn nguyên. Đấy, ốc còn nguyên hết luôn các bạn nhé, chưa có bị đâm đụng hay là chưa có bị va chạm gì cả này. Cốp sau rất là đẹp luôn.
Đấy, lốp sơ cua hơi bẩn một chút là do chúng tôi chưa có dọn dẹp kỹ đâu. Cái xe này là chúng tôi cũng chỉ mới dọn qua qua để tôi quay, tôi giới thiệu cho quý vị các bạn thôi nhé. Vì là vừa rồi về mấy chiếc chưa kịp quay, chưa kịp đăng chiếc xe nào thì đã có những chiếc xe khách đến mua rồi. Chiếc xe này là chưa có dọn kỹ đâu mà tôi phải quay luôn đấy ạ. Không là người ta đến người ta lại mua lại không có video để đăng. Đấy, keo chỉ, táp bi, cánh cửa này đều rất là đẹp này. Chúng tôi chưa có dọn dẹp kỹ đâu các bạn nhá, mới dọn qua đi thôi. Đấy, rất mới như này đây ạ. Và đây là chiếc táp bi cánh cửa phía trước bên phụ các bạn nhá. Keo chỉ cánh cửa này còn nguyên hết này, táp bi cánh cửa rất là đẹp, rất là mới luôn. Toàn bộ từ táp bi đến táp lô đều rất là đẹp đấy ạ. Vô lăng cần số này, tay phanh đều rất là mới các bạn nhé. 2019 tính ra mới sử dụng được 4 năm thôi, đều rất là mới, rất đẹp như này. Toàn bộ về phần ngoại thất và nội thất đều rất là đẹp rồi. Sau đây thì tôi sẽ mời quý vị và các bạn cùng tôi xem về cái phần động cơ của chiếc xe. Hyundai cũng đã trang bị cho chiếc Accent 2019 này là một cái khối động cơ xăng với dung tích 1.4 lít kết hợp số sàn 5 cấp quý vị các bạn nhé. Đấy, rất là đẹp đây. Toàn bộ từ những cái ốc cabo này còn nguyên bản này, đến keo chỉ cabo còn nguyên bản hết luôn này. Đấy, chưa có bị đâm đụng, chưa có bị va chạm gì cả các bạn nhé. Đấy, tôi quay rất chi tiết cho quý vị và các bạn xem đây ạ. Đều rất là mới, rất là đẹp rồi các bạn nhé. Ốc chân máy này, ốc mặt máy này còn nguyên bản hết luôn các bạn ạ. Đấy, và cái động cơ này thì chúng tôi cũng đã dọn dẹp qua đi rồi. Và cam kết với quý vị và các bạn là động cơ này nguyên bản này, không có bị ngập nước và cũng không có bị va chạm gì cả các bạn nhé. Rất là mới rồi. Thưa với quý vị và các bạn, vừa rồi thì tôi cũng đã giới thiệu cho quý vị và các bạn toàn bộ về chiếc xe Hyundai Accent 2019 phiên bản MT các bạn nhé. Chiếc xe này lăn bánh được hơn 8 vạn km rồi. Chúng tôi cam kết với quý vị các bạn là không tai nạn, không ngập nước, keo chỉ nguyên bản và máy móc còn nguyên bản. Chiếc xe này chúng tôi đang bán với giá là 325 triệu đồng thưa quý vị và các bạn. Chúng tôi vẫn hỗ trợ trả góp cho quý vị và các bạn. Vì vậy mà quý vị và các bạn chỉ việc thanh toán trước 30% giá trị của xe thôi. Số tiền còn lại là 70% thì quý vị và các bạn có thể thanh toán trong vòng 5 năm với lãi suất rất là ưu đãi, thủ tục thì nhanh chóng và rất đơn giản quý vị các bạn nhé. Vậy nếu như quý vị và các bạn nào mà đang quan tâm đến chiếc xe Hyundai Accent 2019 này thì hãy liên hệ ngay theo số hotline của ô tô 360 chúng tôi đang để phía dưới góc bên phải màn ảnh quý vị và các bạn đang xem đây ạ, là 0905 608 883 để được chúng tôi tư vấn. Hoặc chúng tôi có thể mời quý vị và các bạn qua địa chỉ cảng chúng tôi số 318-320 đường Nguyễn Xiển, Hà Nội để được xem xe và lái thử trực tiếp chiếc xe này ạ. Quý vị và các bạn đang theo dõi clip, xin quý vị và các bạn nên like clip, hãy đăng ký kênh, ủng hộ cho kênh ô tô 360 chúng tôi. Và cũng là để đón xem những video mới nhất, những chiếc xe mới nhất chúng tôi đăng lên kênh ô tô 360 này. Cảm ơn quý vị và các bạn rất là nhiều. Xin phép quý vị và các bạn cho tôi được dừng video ngày hôm nay tại đây. Và hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video tiếp theo ạ. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn.